Những ngày qua, bờ sông Đà thuộc khu 13 và khu 14, xã Dân Quyền, tương ứng K32+800 đến K33+400 đê tả sông Hồng. Đoạn giáp chân cầu Trung Hà nối huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng sạt lở. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm mét bờ sông đã bị sạt lở với tốc độ nhanh, mức độ nghiêm trọng. Nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân đổ xuống dòng sông chảy xiết. Nguy hiểm hơn, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm mét đê bối và uy hiếp tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân sinh sống ven bờ sông Đà. Thì đối với 10 ngày gần đây thì là kè giáp bờ kè đã bị nắn dòng và xả lũ từ đập Hòa Bình xuống cũng như là mưa nhiều làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bà con nhân dân, nhất là những các hộ mà canh tác. Mà hiện tại thì đối với khu dân cư số 13 thì có 5-6 hộ dân là người ta chuyên về cái trồng hoa và trồng chuối để đảm bảo cái đời sống nhân dân được nâng lên, nhưng hiện nay thì cái số hoa của bà con nhân dân bị lở xuống sông cũng như số chuối của bà con nhân dân lở xuống sông là cũng rất nhiều. Đối với nhà ông Dũng thì lở là 1.000 gốc chuối và đối với nhà ông Toàn thì cũng lở rất nhiều hát về hoa hồng và hoa cúc. Vâng, nó đây vì nói với các anh này, đây là đất bãi ven sông, đất cát pha, nó lở là rất nhanh. Đấy, thế bây giờ này về trước hết là nó mất đất canh tác của dân này. Hai cái là này về sông này nó vào trong kia đường nhà này. Thế nó không, người dân lo lắm. Nó thực sự này bây giờ là đây là đất cát pha chứ không phải là đất cứng, đất đá gì cả. Mà này cứ luồng chảy mà nó phốc qua sang đây là nó lở hết. Theo chính quyền xã Dân Quyền, nguyên nhân của tình trạng sạt lở trên là do phía bờ đông nam sông Đà thuộc thành phố Hà Nội đã được kè gia cố, dòng chảy chuyển hướng sang bờ tây bắc thuộc xã Dân Quyền. Mặt khác, do lượng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay thì trên bờ sông Đà của phía xã Dân Quyền chúng tôi, hiện tượng sạt lở xảy ra rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là đã sạt lở đến cái khu vực đất sản xuất của nhân dân cũng như là sát với cái bờ đê quai, bờ đê bối đấy, là gần đến khu vực sinh sống của khu dân cư. Và cái mố cầu ở Trung Hà hiện nay là cái sói lở vào cái mố cầu rất là, cái diện tích rất là lớn rồi. Đấy, cái chỗ sạt lở tầm khoảng 200-300 m², tại vì ở chỗ đấy thì nó cũng có nguyên nhân, thì nó cũng có cái cống thoát nước của nhân dân trong cái huyện lộ 80 chảy ra. Trước cái tình hình trên thì sau khi nắm bắt được tình hình sạt lở thì đối với ủy ban xã chúng tôi đã triển khai cho cắm biển báo, căng dây cấm người và súc vật đến gần khu vực nguy hiểm. Đồng thời thì chúng tôi đã có báo cáo lên ủy ban huyện về tình hình sạt lở khu vực khu 13, 14 và cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền là nhanh triển khai cái kè khẩn cấp để cho đảm bảo cái đời sống sinh hoạt cũng như là đảm bảo về an toàn tài sản cho nhân dân ở khu vực trên. Được biết tình trạng sạt lở bờ sông Đà đã diễn ra từ lâu, không chỉ uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân sống ven bờ mà còn ảnh hưởng đến trụ cầu Trung Hà đang được sửa chữa. Người dân nơi đây đều mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân, cũng như bảo đảm về tài sản và công trình cầu Trung Hà.